làm sao có đủ sức để nuôi hai đứa nhỏ này lớn. Bà ngoại cũng đi làm thuê, bà ngoại cũng đi ở trọ. Dạ. Rồi đồ tiền đâu bà ngoại lo cho bà rồi lo cho hai đứa nhỏ nữa. Khó quá. Dạ. Có một cái công việc nào buôn bán hay gì đó nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Nếu như mình kinh doanh mình sẽ nghĩ đường đó. Thật ra bây giờ nhìn vô bức tranh của em không có gì là nó sáng sủa và không biết tương lai thế nào luôn á. Hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Mẹ có chút xíu à, rồi có Con cũng con nhỏ cũng còn xíu chút mà. xíu hơn nữa Trẻ kìa. cưng quá trời luôn. Đi làm suốt từ sáng đến chiều, may có bà ngoại ở trọ kế bên, chứ không biết biết sao mà lo đó. Hồi xưa ông xã em còn sống là làm gì em? Dạ làm công ty vật liệu xây dựng. Ủa rồi từ xưa giờ mình ở trọ vậy không đó hả? Dạ. Bé 13 tháng là vô ở trọ tới giờ. Ở trọ suốt. Bên nhà bà nội sao, có giúp đỡ gì Dạ không? nhà bà nội cũng khổ, đủ ăn rồi, không có dư giả nữa, không có phụ giúp được. Trời đất ơi. Rồi từ lúc ông xã mất giờ là một mình em vừa là cha vừa là mẹ luôn. Em thuê nhà trọ hết nhiêu? Dạ 1,5 triệu. Điện nước? Dạ điện nước chung là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Dạ. Vậy còn nhiêu mà để lo cho hai đứa nhỏ? Mấy chị gái xin thêm, xin mấy chị thêm ít. Số phận đúng là nó cay nghiệt, nó khó khăn quá hả? Ủa sao bà ngoại không ở chung nhà trọ với mình mà phải thuê một nhà trọ kế bên, nó tốn thêm tiền nhà trọ vậy Dạ em? phòng trọ nó chật hẹp quá, ở không có đủ. Trời đất ơi, cứ cuộc sống nó cứ vậy, làm sao không có đủ sức để nuôi hai đứa nhỏ này lớn. Bà ngoại cũng đi làm thuê, bà ngoại cũng đi ở trọ. Dạ. Rồi đồ tiền đâu bà ngoại lo cho bà rồi lo cho hai đứa nhỏ nữa. Khó quá. Dạ. Bây giờ có tiền em sẽ làm gì? Có tiền thì cũng để dành để nuôi hai con đi học thôi. Anh nghĩ rằng ví dụ như là nếu em có vốn chừng 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đi. Có một cái công việc nào buôn bán hay gì đó nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Nếu như mình kinh doanh mình sẽ nghĩ đường đó. Thật ra bây giờ nhìn vô bức tranh của em không có gì là nó sáng sủa và không biết tương lai thế nào luôn á. Em nghĩ là có rất là nhiều phương tiện hiện tại bây giờ để mà mình có thể chủ động trong cái việc mà mình buôn bán một cái gì đấy, nên là em cũng nghĩ là đó là một cái hướng suy nghĩ để chị có thể bắt đầu từ từ thôi. Thật ra thì chị cảm thấy rằng là gia đình mình quá khó khăn, tại vì là hai bé còn nhỏ quá, mẹ cũng đâu có thể nào yên tâm để mà để con ở nhà để mà buôn bán suốt từ sáng đến tối được. Vấn đề là nằm ở chỗ đó, bà ngoại thì càng ngày sức khỏe càng yếu. Bà ngoại không thấy 3 giờ đêm mà cứ thức dậy đi chở đu đủ. Đâu phải lúc nào cũng có đu đủ đâu, chở đâu, đúng không? Có lúc nào bà ngoại bệnh thì em xử lý thế nào? Tiền thuốc, tiền bệnh cho bà ngoại, rồi tiền hai đứa nhỏ, rồi tiền phòng trọ cho hai người nữa. Cái này khó đó. Đó là bà, gia đình đầu tiên thưa quý vị. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.